chính xác. Dạ. Tuy nhiên tôi sẽ bổ sung thêm cho nó được đầy đủ hơn. Tức là khi con bạn bị táo bón, điều đầu tiên là các bạn phải cho bé ăn nhiều nước, cho uống nhiều nước. Không phải là táo bón là chỉ có thiếu mình chất xơ không. Nước nó rất là tốt cho bé. Nếu mà bé uống đầy đủ nước thì phân bé nó sẽ mềm hơn. Cái thứ nhì là cho bé ăn uống các loại thực phẩm có giàu chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ là những loại thực phẩm từ các loại rau củ, các loại đậu đỗ hoặc là các loại hạt. Tuy nhiên các loại thực phẩm giàu chất xơ này chúng ta cũng nên tránh sử dụng những cái chất mà trong đó nó có cái vị chát, như là cà rốt hoặc là sô bô hay là táo. Điều thứ ba nữa là các anh chị phải động viên cho trẻ nó vận động, cho bé nó vui chơi đi lại. Còn đối với những trường hợp mà trẻ nhỏ mà không vận động được thì bố mẹ hỗ trợ cái sự vận động của bé bằng cách là massage cái bụng thơ bé theo cái chiều của khung đại tràng, theo chiều kim đồng hồ, một ngày khoảng 3-4 lần. Một điều quan trọng nữa đó là tập cho bé cái thói quen đi cầu trong một cái giờ nhất định ở trong ngày, để cho bé nó thành cái phản xạ tốt. Tới cái giờ đó là bé nó mắc cầu thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mà các anh chị đã làm tất cả các biện pháp đó rồi mà bé nó vẫn còn táo bón thì tôi khuyên các anh chị nên đưa bé đi đến khám bác sĩ để người ta tìm ra cái nguyên nhân cụ thể của táo bón là gì. Thì lúc đó người ta cũng sẽ bổ sung những cái thuốc hay là điều chỉnh cho bé nó được tốt hơn. Đối với những trẻ nhỏ thì tôi cần lưu ý là có hai cái nguyên nhân mà thường đưa cho táo bón mà chúng tôi thường hay gặp. Đó là thường những bố mẹ muốn là cho con mình tăng ký nhanh cho nên người ta thường pha sữa đặc hơn. Đây cũng là những nguyên nhân mà đưa đến làm cho trẻ nó táo bón. Một cái nguyên nhân nữa đó là trẻ nhỏ trong giai đoạn bú mẹ thì mẹ lại kiêng khem quá đáng, không sợ, không dám uống nước, không ăn rau, không ăn trái cây. Thì khi mà người mẹ bị táo bón thì cho con bú sữa mẹ thì cái khả năng bé cũng dễ bị táo bón cao. Xin được cảm ơn các bác sĩ đã cung cấp rất là đầy đủ những thông tin về bệnh táo bón ở trẻ em và những cái cách để mà chúng ta đối phó, chúng ta xử lý trong trường hợp mà con ở nhà phải vướng vào cái bệnh này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 của chương trình với tên gọi Tìm hiểu, và bây giờ là phần 2 của chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng 1 có tên gọi Ký tự quý giá. Ở vòng thi này thì các thí sinh sẽ được trao cho mỗi người một chủ đề có sẵn, và tên của chủ đề thì sẽ là nhóm thực phẩm hoặc là tính chất của nhóm thực phẩm mà chúng ta rất là quen thuộc. Và trong vòng 30 giây thì các thí sinh sẽ liệt kê ra những cái thực phẩm thuộc cái chủ đề mà mình đã bốc thăm. Thì sau thời gian 30 giây, ai có nhiều đáp án đúng nhất, người đó sẽ nhận được một ngôi sao may mắn với một gợi ý dành cho chúng ta có thêm thông tin để tìm ra được thực phẩm bí mật của chương trình. Và bây giờ xin được mời các chủ đề trao cho các thí sinh. Giây dành cho các thí sinh liệt kê bắt đầu. Thời gian đang dần dần trôi qua, chúng ta chỉ còn một nửa chặng đường nữa thôi. Hãy khẩn trương lên và hy vọng là các thí sinh sẽ liệt kê thật nhiều đáp án đúng. 2 và thời gian đã hết, xin mời dừng lại. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua những giờ rất là hồi hộp của các thí sinh, không biết là các bạn đã đưa ra những cái kết quả như thế nào. Bây giờ chúng ta xem thí sinh ở vị trí số 3, chúng ta sẽ xem kết quả trước. Các loại thực phẩm giàu chất xơ. Cái này thì cũng không khó lắm phải không chị, nhưng mà quan trọng là chị có được kịp nhanh hay không. Những thực phẩm giàu chất xơ chị liệt kê đó là chuối, phô mai, thịt, cá, rau. Bác sĩ vui lòng cho ý kiến về phần trả lời này ạ. Trong phần trả lời của chị Chiêu Anh á, thì có cái phần đúng là chuối nè, rau nè. Còn thịt, cá, phô mai thì không phải thuộc về nhóm thực phẩm giàu chất xơ. Chị có 2 đáp án đúng. Xin được chúc mừng chị với 2 đáp án đúng. Thí sinh thứ 2, chúng ta xem là gợi ý của chị là gì, chủ đề của chị. Các loại đậu dùng trong chế biến thức ăn. Các loại đậu dùng trong chế biến thức ăn. Thì để xem, đậu nành, đậu phộng, mè, đậu xanh, đậu cuối cùng. Không kịp đúng không? Như vậy là không có cái này, như vậy chúng ta chỉ có 4 đáp án chị đưa ra thôi. Xin được mời bác sĩ cho ý kiến về 4 đáp án này. Xin chúc mừng chị Mỹ Phụng, câu trả lời của chị là hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác với 4 đáp án, xin chúc mừng chị.
thí sinh ở vị trí số 1, nhưng mà chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Loại trái cây có nhiều nước, loại trái cây có nhiều nước thì rất là nhiều, thường là trái cây nào cũng có nước đúng không? Quan trọng là mình ghi được bao nhiêu thôi. Cam, dưa hấu, bưởi, quýt, xoài, đu đủ, thơm, măng cầu, măng cục. Xin mời bác sĩ ạ. À, câu trả lời của chị Mơ cũng là rất đúng. Rất đúng. Chắc còn còn thời gian nữa cho chị viết hết cái bản này luôn. Xin được chúc mừng chị là người chiến thắng ở vòng thi này. Xin chúc mừng chị với một ngôi sao may mắn. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mẹ yêu con nhất trên đời và luôn dành cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Với sữa non Colostrum cho con sức đề kháng và đầy đủ dưỡng chất cần thiết, cho con thông minh sáng tạo, cho con cao lớn, năng động mỗi ngày. Dialac, tình yêu của mẹ. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc vòng thi thứ nhất thì chị Đông Mơ đang có lợi thế cho mình, đó là sở hữu được một ngôi sao may mắn, một gợi ý để tìm thực phẩm bí mật. Hy vọng là ở những vòng thi tiếp theo thì các thí sinh còn lại cũng sẽ giành được chiến thắng cho mình. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với vòng 2 của chương trình. Vòng 2 có tên gọi Tính chất thực phẩm. Ở vòng thi này thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Sẽ được trao 3 chiếc hộp. Ở trong mỗi chiếc hộp đó là một loại đậu. Bây giờ các thí sinh rất là đơn giản, trong vòng 30 giây sẽ liệt kê ra những món ăn được chế biến từ những thực phẩm trong hộp. Trong vòng 30 giây thì thí sinh nào liệt kê được nhiều nhất, đúng nhất thì thí sinh đó sẽ nhận được một ngôi sao may mắn. Bây giờ là 3 chiếc hộp xinh xắn được mang ra cho 3 thí sinh. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, 30 giây bắt đầu. Mở hộp và liệt kê nào. Một nửa chặng đường, một nửa thời gian đã trôi qua. Khẩn trương. Đậu thì chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều đúng không ạ? Cho nên không phải lo là chúng ta không có nghĩ kịp mà là biết không kịp thôi. Thời gian đã hết rồi, chúng ta nhìn lại, nhìn bút và kiểm tra kết quả. Đầu tiên chúng ta sẽ xem hộp của chị là chứa loại đậu nào đây ạ? Wow, đậu gì đây ạ? Đậu phộng đúng không? Cho nên chị sẽ đưa ra những cái món ăn mà có thể chế biến được từ đậu phộng. Chè đậu, kẹo, bánh, xôi, cháo. Đậu phộng đem rang, đậu phộng đem luộc, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong 7 món này về mặt dinh dưỡng thì có gì không ổn không thưa bác sĩ? Cái phần câu hỏi này thì tôi nghĩ là các anh chị nào mà nhanh tay thì mình sẽ ghi được nhiều hơn thôi. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cách chế biến, 7 món có thể chế biến từ đậu phộng. Đúng rồi ạ. Dạ, xin được. Cảm ơn, chúc mừng chị với 7 kết quả đúng. Thí sinh thứ hai, chị Phụng nè, cái hộp đậu của chị là đậu gì đổi thì xem qua nha. Những hạt đậu màu trắng trắng vàng vàng, rất là hơi nhỏ nhỏ, rất là xinh xắn đúng không? Và hy vọng đây là một cái hộp may mắn dành cho chị. Những thực phẩm có thể chế biến được từ đậu nành, tương chao, đậu hũ, chè tàu hũ, sữa đậu nành và dầu đậu nành là những món mà có thể chế biến được từ đậu nành. Xin mời bác sĩ cho ý kiến. Ở cái phần này thì chị Mỹ Phụng móc xăm trúng cái câu là đậu nành, cho nên là các những sản phẩm chị ghi là đều được làm từ đậu nành. Dạ. Tuy nhiên là chị ghi đầy đủ quá, cho nên là cái phần số đáp án đúng của chị nó không được nhiều. Như vậy là chị được tất cả là 6 đáp án, cho nên là tôi sẽ cho chị được 6 điểm. Xin được chúc mừng chị với 6 đáp án đúng. Thế là các thí sinh dường như rất là gặp thuận lợi trong câu hỏi này đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem hộp may mắn của chị là gì nha. Cũng là một loại đậu nhưng mà không biết đậu màu gì đây. Thưa quý vị, đây là đậu xanh. Đậu xanh thì chế biến chè là đương nhiên rồi, rất ngon, xôi chè. Rồi để xem, ít quá chị. Bây giờ xem nè. Đúng rồi, chè, xôi, cháo.
đậu xanh còn có thể làm được. Được gì nữa? Thưa bác sĩ, chúng ta có góp ý gì cho đáp án của chị không ạ? Chị Chiêu Anh thì chị cứ ghi được chỉ có 3 đáp án thôi, cho nên là chị được 3 điểm xong cái câu hỏi này. Có không được chỉ ra khỏi bánh, nhưng mà dù sao cũng chúc mừng chị với 3 đáp án đúng. Và như vậy là người chiến thắng ở trong vòng thi này và nhận được ngôi sao may mắn lại là thí sinh ở vị trí số 1. Xin được chúc mừng chị. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình ngày hôm nay với tên gọi Lợi ích của thực phẩm. Chúng ta đã được trải qua và được hôm nay nói nhiều, rất là nhiều đến thực phẩm. Thì không biết là những món ăn mà mình yêu thích nhất ở trong gia đình, rồi những món ăn mà mình chiêu đãi bạn bè, hoặc là cái món ăn nào là món ruột của mình hả chị Mơ? Món ruột của mình là bún bò. Bún bò hả? Tức là chị thưởng thức bún bò hay là chị nấu bún bò? Tại vì mình thì người Huế nên mình rất là thích ăn bún bò Huế, và mình cũng thích nấu bún bò Huế luôn. Chị có thể nấu được món này tốt hả? Dạ. Ở nhà đúng kiểu. Ở nhà thì người thân chấm chị mấy điểm nấu món này? Mình may mắn là tại vì nhà mình thì ông xã không biết nấu ăn, cho nên là chắc là phải chấm 10 điểm thôi. Hy vọng là khi ông xã chị xem chương trình thì sẽ một lần nữa nhớ đến cái món ăn mà vợ nấu rất là ngon. Cảm ơn chị. Còn chị Phụng thì sao ạ? Nếu mà thích á thì nhiều món á. Dạ. Nhưng mà món ruột mà nhà mình hay thích nhất là mì Quảng. Vì ông xã mình và cả gia đình mình đều là người gốc Quảng, cho nên rất thích món mì Quảng. Cảm ơn chị. Còn chị Chiêu Anh thì sao ạ? Chia sẻ với mọi người một vài cái kỷ niệm trong gia đình, ví dụ như là sở thích của chồng chị, con chị, hoặc là ông bà, hoặc là bản thân chị. Sở thích của gia đình mình là cuối tuần thường nấu những cái món ăn, thí dụ như thích nhất là cái món bánh khọt. Cả nhà cùng làm rồi sau đó mình cùng ăn. Cả nhà cùng thưởng thức. Quá là hạnh phúc rồi, còn gì nữa đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta đã có những giây phút thư giãn với phần trò chuyện vừa rồi. Còn bây giờ thì các thí sinh sẽ bắt tay vào việc để thực hiện những cái công việc ở vòng thi thứ 3 này. Ở vòng thi này thì các thí sinh sẽ được trao cho mỗi người là 2 bộ hình, là có 10 hình. Công việc của các thí sinh sẽ là tìm và nhóm đôi những hình này thành 5 cặp có liên quan với nhau ở một cái khía cạnh nào đó. Và kết thúc 30 giây, ai có nhiều cái sự ghép nối đúng nhất thì người đó sẽ nhận được ngôi sao may mắn. Cho đến giờ phút này chị Đông Mơ có thể yên tâm rồi. Còn chị Phụng với chị Chiêu Anh thì cố gắng lên nha. Xin được mời các cặp hình đưa ra cho các thí sinh. Bây giờ sau khi có tiếng đếm 30 giây thì chúng ta sẽ bắt đầu sắp lên trên bảng nha. 30 giây bắt đầu. Mọi người đang làm việc rất khẩn trương và dường như là có thể nói là cũng khá là chính xác. 10 giây nữa. Có người đã xong rồi, kiểm tra lại đi chị, nếu xong thì hãy kiểm tra lại. Khẩn trương, không cần phải đứng chiều. Khẩn trương lên và thời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đáp án nha. Hình đầu tiên chuối. Và giải thích cho nó, liên quan đến nó là cái dòng chữ chứa nhiều kali cung cấp chất xơ. Có vẻ như điều này chúng ta cũng có thể rất là phổ biến và cũng có thể tự kiểm tra được. Tuy nhiên nghe bác sĩ để cho chính xác ạ. Xin mời ý kiến bác sĩ. Phần trả lời của chị Chiêu Anh á, thì là chuối là chị nhóm vào nhóm là chứa nhiều kali chất xơ là đúng. Đúng, yeah. Chúc mừng chị, một hình đúng. Hình thứ hai, trẻ bú mẹ và với ráp với cái chữ là chứa nhiều beta carotene. Cái này thì xin lỗi là không được đúng lắm. Bú mẹ thì không phải là chứa nhiều beta carotene, nó tương ứng với cái cầu sao. Dạ. Cái đó là sai. Nếu mà trẻ bú mẹ thì mình nên ghép với cái hình nào là bú đúng? Bú mẹ thì trẻ sẽ được cung cấp những kháng thể bảo vệ. Rồi cái này trả lời chị vì đang còn ở trên tay chưa kịp ráp lên. Rất là tiếc. Rồi, còn nếu mà chứa nhiều beta carotene thì là mình phải ráp với hình nào? Nếu như vậy thì mình phải ráp vào cái hình chỗ cà chua đó. Đây. Chứa nhiều beta carotene. Rồi, hình này không đúng, hình này thì chưa hoàn chỉnh. Hình này là trứng và các loại thực phẩm giàu chất đạm. Câu đó thì rất đúng rồi. Dạ. Và hình cuối cùng thì không đúng rồi.
và giàu năng lượng giúp hấp thu tốt các loại vitamin A, D, E, K. Thì là mình sẽ ráp vào hình nào là đúng thưa bác sĩ? Dầu là cái loại giàu năng lượng và dễ hấp giúp hấp thu các vitamin A, D, E, K. Dạ, như vậy là với những sự tư vấn của bác sĩ thì chúng ta có thể tự chấm điểm luôn. Đó là một hình đúng và hai hình đúng. Xin chúc mừng chị với hai đáp án đúng. Rồi, trở qua bên này với thí sinh thứ hai. Đầu tiên là hình những quả chuối vàng và chứa nhiều kali cung cấp chất xơ. Đây là một cặp hình đúng rồi. Hình một em bé đang bú sữa mẹ cung cấp kháng thể bảo vệ giúp trẻ ít nhiễm bệnh. Đúng phải không thưa bác sĩ? Dạ, bác sĩ có thể giải thích thêm một số cái thông tin về việc mà cái lợi ích của trẻ khi mà bú sữa mẹ. Sữa mẹ là loại sữa tốt nhất để dành cho trẻ sơ sinh. Bởi vì trong sữa mẹ thì chúng ta biết là ngoài cái chuyện nó giàu năng lượng, nó cung cấp đầy đủ các chất vitamin và khoáng chất cho trẻ, phù hợp cho trẻ. Đồng thời nó có điểm đặc biệt là cung cấp cái kháng thể bảo vệ cho trẻ. Dạ, và chính vì vậy cho nên hình này đã giúp chị ghi được một điểm nữa. Ở đây dầu thực vật kết nối với giàu năng lượng giúp hấp thu tốt các loại vitamin A, D, E, K. Đó là một đáp án đúng như là sự tư vấn vừa rồi ở bên kia. Tiếp theo là trứng và các loại thực phẩm giàu chất đạm. Đây là một sự kết nối hoàn hảo. Và ở đây cũng vậy, chúc mừng chị với 5 đáp án đúng. Thật tuyệt vời. Và thí sinh thứ ba ở đây chúng ta xem là chuối chứa nhiều kali cung cấp chất xơ. Đây là một cặp hình đúng. Trẻ bú mẹ chị nối với lại chứa nhiều beta carotene. Không đúng. Dầu thực vật, các loại thực phẩm giàu chất đạm. Không đúng. Và cặp hình này, trứng, giàu năng lượng giúp hấp thu tốt các loại vitamin A, D, E, K. Không đúng. Và tất nhiên là hình này cũng không đúng. Cho nên là chị chỉ có một cặp hình đúng mà thôi. Dù sao cũng xin chúc mừng chị. Và điều đó có nghĩa là ngôi sao may mắn ở vòng thi này đã thuộc về thí sinh thứ hai. Xin chúc mừng chị Phụng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng với các thí sinh bước vào vòng thi đặc biệt. Và vòng thi này thì chúng ta cũng biết rồi, thí sinh nào duy nhất có thể tham gia đó chính là chị Đông Mơ. Xin chúc mừng chị một lần nữa. Công bố kết quả cho đến thời điểm này thì chị Mỹ Phụng và chị Chiêu Anh mỗi người sẽ được phần thưởng khuyến khích trị giá mỗi người là 500.000 đồng cùng với quà của nhà tài trợ. Còn chị Đông Mơ thì cho đến giờ phút này chị có được phần thưởng là 1 triệu đồng cùng với quà của nhà tài trợ. Nếu như mà chị làm tốt công việc ở vòng thi đặc biệt này thì chị sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đồng nữa. Và chúng ta sẽ cùng vỗ tay chúc mừng cho chị có thể thành công ở vòng thi đặc biệt. Thưa quý vị, ở vòng thi này thì chị Mơ sẽ có 20 giây để tổng hợp lại những thông tin mà chị đã có được từ những ngôi sao may mắn. Suy nghĩ và suy nghĩ. Cho đến hết 20 giây thì chị sẽ có tiếp 10 giây để trả lời. Chị có thể đưa ra rất nhiều đáp án cho đến khi nào hết thời gian. Chị đã sẵn sàng chưa? 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Gợi ý dành cho chị như sau. Thực phẩm bí mật, trong tên gọi có 3 tiếng bắt đầu bằng cụm ký tự HAT. Và gợi ý tiếp theo đó là có dạng hạt hình tròn kích thước nhỏ màu vàng nhạt. Đó là hai gợi ý dành cho chị. Thời gian suy nghĩ đã hết. 10 giây để trả lời. Bắt đầu, xin mời chị. 8 rồi, 7 rồi, khẩn trương lên chị ạ. với những cái thông tin mà chúng ta đã có thì cũng chưa đủ để chị đưa ra kịp những cái đáp án. Vẫn chưa ghi được điểm, không sao cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ hai người bạn cùng tham gia. Chị Mỹ Phụng, theo chị thì một cái thực phẩm mà trong đó có 3 tiếng mà lại bắt đầu bằng H, A, T, rồi lại có dạng hạt, hình tròn, nhỏ và màu vàng nhạt. Theo chị thì đó là gì? Bởi vì cái thực phẩm này tất nhiên là phải liên quan đến những cái chủ đề của chúng ta, đó là dinh dưỡng phòng chống bệnh đường ruột. Em cũng chưa có nghĩ ra được HAT là cái loại đậu gì. Thế chị Chiêu Anh thì sao ạ? Không nghĩ kịp ra. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhìn lên sân khấu và xem sự xuất hiện của thực phẩm bí mật trong chương trình ngày hôm nay.